Chào mừng bạn đến với sách nói của TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Mang con người của bạn đến nơi làm việc. Sách nhằm nói đến 10 cách chắc chắn để thiết kế một nơi làm việc tốt cho mọi người, tốt cho doanh nghiệp và có thể thay đổi thế giới. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại và dùng phần mềm dịch ra tiếng Việt và ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu và áp dụng. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Để ủng hộ tác giả, các bạn có thể mua sách gốc. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua phần dịch và audio của TK Book với giá chỉ 15.000 Việt Nam đồng. Để góp ý về chất lượng sách nói, Vui Long gửi email về info@eduvietnam. Sau đây là phần giới thiệu. Lời giới thiệu: văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị chú trọng đến nhu cầu con người của nhân viên mang lại cho công ty của bạn một lợi thế trong thế giới ngày nay, nơi khó giữ được những người giỏi. Nhà tư vấn và người sáng lập dự án Spaghetti Erika Kein vừa ý tưởng chắc chắn để thiết kế một nơi làm việc hoạt động thuần túy là lẽ thường tình. Nhân viên của bạn muốn có một môi trường thoải mái, lịch trình linh hoạt, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, và các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng. Kein nói, đặc biệt là các nhân viên thuộc thế hệ Millennial và Gen Z, mong đợi trách nhiệm của công ty, các hoạt động bền vững và sự phát triển chuyên nghiệp. Ngay cả các công ty lớn cũng có thể kết hợp các chiến lược này, như nhiều công ty đã làm trong nhiều thập kỷ. Kein chứng minh cách các công ty đầu tư vào các giá trị mạnh mẽ có thể xác nhận nhân viên của họ và thu được khả năng giữ chân nhân viên nhiều hơn và lợi nhuận vững chắc hơn. Giới thiệu về tác giả. Nhà tư vấn, nhà tuyển dụng và chiến lược gia Erika Kein đóng góp cho Forbes, tạp chí Harvard Business Review, Entrepreneur và trang web Quark Network. Cô đã thành lập dự án Spaghetti, một nền tảng dành để chia sẻ khoa học và những câu chuyện về mối liên hệ giữa con người với các thương hiệu, cộng đồng, đội nhóm và cá nhân toàn cầu dựa trên ý tưởng rằng những người dùng bữa cùng nhau hình thành mối liên kết chặt chẽ hơn. TK Book đề xuất ý hay từ sách mà bạn có thể học. Các doanh nghiệp thành công tôn vinh các mối quan hệ của con người, cung cấp cho nhân viên sự giáo dục, hỗ trợ, cố vấn và phần thưởng, đồng thời để họ sở hữu thương hiệu của bạn. Thúc đẩy văn hóa dựa trên các giá trị thu hút và truyền cảm hứng cho nhân viên. Cung cấp cho nhân viên các lựa chọn làm việc ở mọi nơi, nhưng yêu cầu họ dành một khoảng thời gian nhất định trong văn phòng để duy trì văn hóa chung. Tìm điểm hấp dẫn của công nghệ giúp giải phóng thời gian tương tác giữa con người trong khi cung cấp trải nghiệm trực tuyến liền mạch. Để duy trì sự tập trung vào các giá trị của bạn, hãy sử dụng các cuộc họp như cơ hội để củng cố tầm nhìn của công ty, giáo dục, hỗ trợ và đưa ra tiếng nói của mọi người. Không gian thông minh cho phép trao đổi ý tưởng tự do trong văn hóa công sở. Nếu nhân viên của bạn dành nhiều thời gian tại bàn làm việc, hãy bắt đầu một chương trình khuyến khích họ đi bộ 10.000 bước. Làm việc quá sức là nguyên nhân dẫn đến kiệt sức, thiếu gắn kết và tiêu hao. Cảm ơn những người làm cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn sẽ xây dựng một văn hóa biết ơn có lợi. Sau đây là bản sách tóm tắt TK Book muốn gửi đến bạn. Đạt được văn hóa làm việc lấy con người làm trung tâm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên về một nơi làm việc có mục đích, một công ty phải dựa trên nền tảng văn hóa của mình, dựa trên những giá trị lâu bền, mạnh mẽ và được xác định rõ, truyền bá và tôn vinh mọi mối quan hệ. Để tạo ra loại nơi làm việc này, hãy chọn từ 10 chiến lược hỗ trợ một nền văn hóa có ý nghĩa, dựa trên giá trị. 1. Berrian, nói bằng giọng nói của con người. Nhân viên và người tiêu dùng của bạn tìm kiếm tính xác thực, bắt nguồn từ các giá trị. Chọn đá quý phản ánh tốt nhất mục tiêu của công ty bạn và điều chỉnh những giá trị đó phù hợp với mọi khía cạnh của doanh nghiệp bạn. Chọn từ 4 đến 6 giá trị đáng nhớ có ảnh hưởng đến nhân viên của bạn. Ví dụ, hãng hàng không JetBlue có 5 giá trị an toàn, chính trực, quan tâm, đam mê và vui vẻ, tạo thành một mạng lưới các mối quan hệ có ý nghĩa giữa nhân viên và khách hàng của hãng. Giá trị của công ty bạn là tiếng nói kể câu chuyện của nó, làm cho giọng nói của bạn nhất quán và dễ hiểu. Những câu chuyện thực tế cộng hưởng với khách hàng và nhân viên của bạn, những người là đại sứ thương hiệu của bạn. Đừng cung cấp kịch bản cho nhân viên, thay vào đó, hãy cung cấp cho họ sự giáo dục, hỗ trợ, cố vấn và phần thưởng, đồng thời để họ sở hữu thương hiệu của bạn. JetBlue trao quyền cho nhân viên bằng cách dạy họ Jet, quyền điều hướng các tình huống trong thời gian thực bằng cách tin tưởng vào bản thân và quyết định của họ. 2. Chơi trò chơi lâu dài, tính bền vững. Tính bền vững vượt ra ngoài mối quan tâm về môi trường. Đây là một hoạt động liên tục tập trung vào tương lai mà bạn thấy trước cho con người và doanh nghiệp của bạn. Công nghệ tạo ra sự bền vững, sử dụng nó một cách rộng rãi. Với công nghệ chính xác, nhân viên có thể làm việc ở bất cứ đâu. Nhưng hãy cẩn thận để công nghệ không bị cô lập. Hãy có chiến lược về việc thúc đẩy kết nối, đưa ra các lựa chọn làm việc tại nhà, nhưng yêu cầu mọi người dành một khoảng thời gian nhất định ở văn phòng để duy trì văn hóa chia sẻ, thể hiện giá trị của bạn thông qua hành động của bạn. Một nền văn hóa có ý nghĩa,
một nơi mà mọi người có thể cảm thấy như họ được cắm vào một thứ gì đó lớn hơn chính họ, đó là một nền văn hóa của con người. Nếu bạn nói rằng bạn ủng hộ cuộc sống gia đình, hãy biến điều đó thành hiện thực trong các chính sách của bạn. Ví dụ, EB cung cấp số giờ làm việc giảm và 10 tuần được trả lương cho những gì nó gọi là nghỉ phép nuôi con. Temuser, một công ty hỗ trợ nghề nghiệp, cho phép các bậc cha mẹ mới đưa con của họ đi làm trong 6 tháng. Facebook đã tăng gấp đôi số lần nghỉ phép. Những thực hành có chủ đích tại nơi làm việc làm cho giá trị của bạn trở nên xác thực. Công ty dịch vụ chuyên nghiệp A tôn trọng sự đa dạng và hòa nhập bằng cách đặt những giá trị đó làm trọng tâm trong việc tuyển dụng. Thảo luận về ý nghĩa của sự đa dạng đối với công ty của bạn và phản ánh kết luận của các cuộc nói chuyện trong chính sách của bạn. Tổ chức nghiên cứu Foxin sai phát hiện ra rằng đổi mới triệt để đòi hỏi các thực hành đa dạng về giới, nơi làm việc đồng nhất không thể cạnh tranh bằng. Đúng là bản thân không gian cũng quan trọng rất nhiều, nhưng bạn sẽ không nhận được kết quả mà mình tìm kiếm nếu không cân nhắc việc triển khai và giao tiếp. Nói cách khác, đừng quên phần con người. Khi bạn khẳng định tính minh bạch như một giá trị, hãy minh bạch. Người tiêu dùng ngày nay muốn xem đường cung cấp của bạn để biết nguồn gốc của các thành phần trong thực phẩm của bạn. Thương hiệu Petite của 100% kem trung thực nói với người tiêu dùng rằng sữa của họ đến từ trang trại Lavender ở Abbotsford, British Columbia. 3. Điểm ngọt ngào giữa công nghệ và kết nối. Công nghệ giúp kết nối với người khác dễ dàng hơn bao giờ hết, nhưng công nghệ bị lạm dụng khiến mọi người xa lánh nhau. Nó có thể khiến nhân viên của bạn mất tập trung, chia rẽ sự chú ý của họ, giảm sự cam kết của họ và khiến họ kém năng suất và căng thẳng hơn. Để tôn trọng mối quan hệ của bạn với nhân viên và khách hàng, hãy chọn cách tốt nhất để giao tiếp với từng người trong số họ. Điểm hấp dẫn của bạn là điểm mà tại đó bạn tích hợp công nghệ một cách liền mạch vào trải nghiệm của người tiêu dùng để giải phóng thời gian và nguồn lực cho dịch vụ khách hàng được cá nhân hóa, tự động hóa các tương tác thông thường của người tiêu dùng, chẳng hạn như điền vào biểu mẫu. Cam kết với tài năng quý giá của một người, tập hợp mọi người lại với nhau trong các nhóm xã hội hiệu quả và khai thác khả năng thể hiện bản thân một cách sáng tạo là tất cả những cách để phát huy những điều tốt nhất ở con người. Nhân viên nên xử lý các yếu tố con người của dịch vụ khách hàng, trả lời câu hỏi, đưa ra khuyến nghị và giải quyết khiếu nại. Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh ESGM theo dõi sở thích của khách hàng và sử dụng dữ liệu để tạo ra sự thân thiết để mở rộng quy mô. Bất kể bạn đến cửa hàng nào, nhân viên có thể đề xuất các mặt hàng dựa trên đơn đặt hàng trước đây của bạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh công nghệ tại nơi làm việc của mình cho phù hợp với người dùng. Nhấc điện thoại, thay vì gửi email, có phải là cách tốt hơn để giải quyết một vấn đề khẩn cấp không? Hay gặp mặt trực tiếp là tốt nhất? Chọn tùy chọn tôn trọng mối quan hệ. 4. Mục đích, sự hiện diện và giao thức. Các cuộc họp rất tốt để tạo mối liên hệ giữa con người với nhau, nhưng thường là sự lãng phí thời gian không hiệu quả. Để liên kết các giá trị của bạn với các cuộc họp, hãy sử dụng các phiên họp để củng cố tầm nhìn của công ty, giáo dục, hỗ trợ hoặc đưa ra tiếng nói của mọi người. Tiffany Phạm, giám đốc điều hành của công ty kỹ thuật số Mogul, tổ chức các cuộc họp được thiết kế để thu hút mọi người từ tất cả các phòng ban và tổ chức các phiên giao dịch ngẫu hứng riêng tư trong thời gian đi dạo tại văn phòng của cô ấy. Thay đổi quy mô và tần suất các cuộc họp của bạn để củng cố các giá trị đã nêu của công ty bạn. Trong bất kỳ tình huống nào, hãy tự hỏi bản thân, phương tiện giao tiếp tốt nhất để tôn vinh mối quan hệ này là gì? Nếu mọi người trong cuộc họp của bạn nhìn trộm điện thoại của họ, họ không thực sự có mặt hoặc chú ý, đó là tất cả lý do nữa để nói rõ về mục đích của bất kỳ cuộc họp nào. Nếu cần thiết để ngăn chặn sự phân tâm, hãy đưa ra các giao thức, chẳng hạn như chính sách không sử dụng công nghệ, chương trình họp rõ ràng và máy chấm công, để đảm bảo rằng các nhân viên của Netflix tham gia vào các cuộc họp. Phó chủ tịch chiến lược sản phẩm Tác Yelin mong họ xuất hiện sẵn sàng cho chương trình họp đó mà không cần thiết bị của họ. Để làm cho các cuộc họp có ý nghĩa, hãy thiết lập 3 chữ PS, mục đích, sự hiện diện và giao thức, tôn vinh các mối quan hệ và củng cố các kết nối, khuyến khích mọi người phát biểu, chia sẻ câu chuyện hoặc đưa ra ý kiến. 5. Hạnh phúc tại nơi làm việc. Sức khỏe là tổng thể và bao gồm trí óc, cơ thể và tinh thần. Khi ranh giới giữa thời gian giải trí và làm việc bị xóa nhòa, các công ty có tư duy tương lai đang kết hợp sức khỏe vào tầm nhìn của họ và đưa ra các lựa chọn hỗ trợ. Vina, một công ty tư vấn chăm sóc sức khỏe, đã thuê một huấn luyện viên sức khỏe được chứng nhận và cung cấp các chương trình bao gồm đồ ăn nhẹ lành mạnh, ghế làm việc, bàn máy chạy bộ, v.v. Nó cung cấp cố vấn và huấn luyện viên và tổ chức các diễn đàn mở trong đó những người tham gia nói về cách họ làm việc cùng nhau. Vina đã phát triển chính sách ZZZmail của riêng mình, không nhận email công việc từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hoặc vào cuối tuần và ngày lễ. Lợi nhuận của Vina tăng trưởng hàng năm. Cho đi là một phần của con người. Hãy coi việc tìm kiếm cách tiếp cận của chính công ty bạn chỉ là một cơ hội khác để khám phá bạn là ai và bạn đại diện cho điều gì.
điều chỉnh chiến lược chăm sóc sức khỏe của bạn phù hợp với nhu cầu của công ty và nhân viên của bạn, chống lại sự cô lập của nhân viên. Cựu bác sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ VVH Muthi nói rằng cô đơn là căn bệnh phổ biến nhất ở Mỹ. Hãy nhớ rằng một chút lịch sự sẽ giúp ích rất nhiều cho việc kết nối mọi người của bạn với các bên liên quan và với nhau. Nếu nhân viên của bạn dành nhiều thời gian tại bàn làm việc, hãy bắt đầu một chương trình khuyến khích họ đi bộ 10.000 bước. Thông báo về chương trình sức khỏe của bạn cho mọi người để tối ưu hóa hiệu quả của nó. Đánh giá kết quả của bạn bằng cách triển khai các chỉ số để đo lường lợi tức sức khỏe, râu của bạn. 6. Trả lại, nhân viên được truyền cảm hứng sẽ làm việc hiệu quả hơn. Không có gì là truyền cảm hứng hơn là cho lại. Tạp chí Trách nhiệm Doanh nghiệp báo cáo rằng hầu hết các bên liên quan đều mong đợi các công ty tham gia xã hội vào cộng đồng của họ, xây dựng hành động xã hội như hỗ trợ các tổ chức từ thiện địa phương hoặc đóng góp chuyên môn vào các giá trị doanh nghiệp của bạn, sử dụng công nghệ để khuếch đại tác động của chúng, thu hút mọi người tham gia, trưng cầu ý kiến và phản hồi của nhân viên, ghi nhận công nhân khi họ vượt lên trên và vượt xa hơn. Chỉ cần tốt đẹp và hãy đảm bảo rằng nhân viên của bạn cũng vậy. Hãy tỉnh táo trước những cơ hội để gia tăng giá trị cho câu chuyện của công ty bạn. Ví dụ, cửa hàng đồ lót nam trực tuyến Mark Ejon cho phép khách hàng gửi lại quần áo cũ, bao gồm cả đồ lót, do một công ty tái chế dệt may trả phí tái chế. General Assembly, nơi tổ chức các địa điểm làm việc chung, đã thành lập quỹ cơ hội cho phép các tập đoàn như Target, Adobe và AT và AMB, để cung cấp các chương trình đào tạo miễn phí cho nhân viên của họ. Fahati Brand, một công ty quần áo lấy cảm hứng từ nước sống, đã chụp ảnh danh mục của mình ở Haiti và quyên góp khoảng 5% số tiền thu được, khoảng 50.000 đô la, cho các nghệ sĩ vì hòa bình và công lý. 7. Ngắt kết nối để kết nối lại. Sử dụng quá nhiều công nghệ trong cuộc sống hàng ngày của bạn có thể không tốt cho sức khỏe tinh thần của bạn và có thể ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng học tập của bạn. Công nghệ có thể là một nhu cầu làm việc và một sự trợ giúp to lớn, nhưng cũng là một gánh nặng lớn về thời gian và năng lượng. Ngày càng ít người Mỹ đi nghỉ vì họ có thể làm việc ở bất cứ đâu. Làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức, thiếu gắn kết và tiêu hao. Để thúc đẩy thói quen làm việc bền vững, hãy bắt đầu như ý bạn muốn. Các giá trị của công ty bạn nên tuân theo những thói quen làm việc hợp lý và cân bằng giữa công việc và cuộc sống ngay từ ngày đầu tiên. Thay vì phục vụ bữa tối cho nhân viên của bạn, hãy bảo họ về nhà, đóng cửa văn phòng theo định kỳ, yêu cầu nhân viên chia sẻ hình ảnh về kỳ nghỉ của họ. Nhà sản xuất ô tô Daimler thậm chí còn sử dụng một công cụ để xóa các email nhận được trong kỳ nghỉ. Rolenton, một công ty kiến trúc, hỗ trợ nhân viên của mình cân bằng giữa công việc và cuộc sống bằng cách thông báo cho họ khi họ đã làm việc hơn 40 giờ trong một tuần. Trong một thời gian dài, các CEO của nó đã không ngắt kết nối. Cuối cùng, khi họ đi nghỉ, họ đã suy ngẫm về những gì thực sự quan trọng đối với họ. Họ trở lại trẻ hóa và truyền cảm hứng cho những nhân viên khác nghỉ việc. 8. Các vấn đề về không gian. Kết nối sắp xếp. Một môi trường làm việc tốt giúp mọi người kết nối và hình thành tình bạn văn phòng có lợi cho nhân viên và doanh nghiệp của bạn. Điều chỉnh các giá trị của bạn với không gian của bạn. Công ty thiết kế trang web Quadreba tập trung vào việc tuyển dụng thế hệ Millennial và phát triển sự nghiệp của họ. Khi giám đốc điều hành của Quadreba, Antonika Salena quyết định thiết kế lại không gian của công ty, ông muốn nó phản ánh thói quen làm việc của nhân viên, sự hợp tác giữa các phần hoang dã và sự cô độc mãnh liệt. Việc thiết kế lại đã loại bỏ các văn phòng tư nhân và lắp đặt không gian làm việc yên tĩnh dọc theo các bức tường bên ngoài, với không gian cộng tác ở giữa. Nó có vẻ đơn giản như vậy. Tất cả chúng ta nên làm điều đó hàng ngày, dù chúng ta có thể, chỉ cần nói lời cảm ơn. Di chuyển nhân viên xung quanh hoặc bố trí những người gần những người thực hiện các nhiệm vụ khác nhau dạy họ những gì người khác làm. Loại bỏ những rào cản lỗi thời là tốt, nhưng hãy cân nhắc sở thích của nhân viên và lập kế hoạch chiến lược. Đưa ra các sự lựa chọn như các loại ghế ngồi hoặc bàn đứng khác nhau. Dịch vụ đầu tư trực tuyến Betterman cung cấp không gian văn phòng bên ngoài khuôn viên cho những nhân viên muốn thay đổi. Trong tương lai, các công ty có thể sử dụng AI để đưa mọi người vào đúng không gian, vào đúng ngày, gần những người mà họ tương tác hiệu quả, cân bằng giữa việc tổ chức và linh hoạt. 9. Trao quyền cho nhân viên. Những ngày đào tạo dựa trên công ty và các hội nghị trong ngành đang giảm dần. Millennial tin rằng mọi người đều muốn phát triển trong công việc. Họ tìm kiếm sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp và không coi trọng tiền lương của họ trên tất cả các tiêu chí công việc khác. Khi tổ chức phi lợi nhuận do Sonet ORG quảng cáo Agriafin G để phát triển một đại lý nội bộ nhằm thu hút sự tham gia của nhân viên và giáo dục, cô ấy đã hỏi đồng nghiệp của mình xem họ muốn gì. Một chương trình kỳ nghỉ 4 tuần sáng tạo, thành công xuất hiện từ dự án này. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng nó hoạt động. Để đủ điều kiện, nhân viên cần phải có 2 năm liên tục với công ty. Họ phải xác định một sự thay thế tạm thời phù hợp và họ phải đồng ý ở lại trong 1 năm sau khi nghỉ việc.
Lời cảm ơn tốt nhất là những lời cảm ơn làm nổi bật điều gì đó cụ thể đã được thực hiện trong một dự án hoặc một cách mà ai đó đã khiến bạn cảm thấy. Sự gắn kết cộng đồng, xây dựng nhóm và cố vấn là những cách tốt để hỗ trợ các mối quan hệ lâu dài và học tập. Bettemen đã tạo ra ban nhạc gồm 8 nhân viên từ các bộ phận khác nhau để tìm hiểu về công việc của nhau, đi chơi, đi ăn cùng nhau và tham gia vào cạnh tranh lành mạnh. Mỗi băng tầng kết nối với các băng tầng khác. Bettemen xáo trộn số lượng thành viên theo thời gian để giữ cho các ban nhạc luôn sống động. Người mới, cựu chiến binh, nhân viên bán hàng và nhà thiết kế chia sẻ và sáng tạo ý tưởng. Refinery, một công ty truyền thông toàn cầu phục vụ phụ nữ trẻ, đã thiết kế một chương trình đào tạo về trí tuệ cảm xúc và sự đồng cảm cho các nhà lãnh đạo của mình. Với nhận thức mới về những gì gây ra sự thất vọng hoặc tức giận của họ, những nhà lãnh đạo này phát triển các kỹ năng đối phó tốt hơn. 10. Nói lời cảm ơn. Lòng biết ơn đã khai sinh ra cả một ngành công nghiệp dựa trên lợi ích của việc cảm ơn người khác. Sự công nhận cho công việc tuyệt vời không chỉ khiến nhân viên cảm thấy hài lòng mà còn thúc đẩy lợi nhuận của bạn. Le khổng lồ đi xe đạp trong nhà được người dùng yêu thích. Chương trình gym của nó truyền bá tinh thần đó đến nhân viên. Các nhân viên trao cho nhau những chiếc gym có nội dung văn hóa đồng ý hoặc chấp nhận sự thay đổi để thể hiện sự đánh giá cao của họ đối với những người thể hiện giá trị cốt lõi của công ty. Hãy biến lòng biết ơn thành một phần văn hóa của bạn. Tại Injagare, một cộng đồng du lịch trực tuyến boutique, các nhân viên chia sẻ những điều họ biết ơn vào mỗi buổi sáng. Nó làm cho họ cảm thấy tốt và họ hiểu nhau hơn. Cá nhân cảm ơn mọi người thường xuyên. Hầu hết mọi người không cảm thấy được đánh giá cao trong công việc. Cảm ơn những người làm cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn sẽ xây dựng một văn hóa biết ơn có lợi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, subscribe, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay, hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc. Nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút hay mới mỗi ngày qua website Boedu Việt Nam hoặc Facebook và YouTube TK Book. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.